Sân vận động King Fahad HD đã chứng kiến một sự kiện trọng đại và hứa hẹn cho tương lai của câu lạc bộ Al Hilal khi họ tổ chức lễ ra mắt siêu sao bóng đá Neymar. Ngày này đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc tạo dựng mối quan hệ vững chắc giữa Neymar và Al Hilal. Các cổ động viên đã tập trung đông đúc tại sân vận động King Fahad HD để chứng kiến khoảnh khắc này. Được biết, Neymar vẫn chưa đủ thể lực để trở lại sân cỏ ngay lập tức sau thời gian nghỉ ngơi, nên anh đã ngồi trên khán đài và theo dõi sự thi đấu của các đồng đội. Tuy nhiên, sự hiện diện của ngôi sao người Brazil đã lan tỏa nguồn cảm hứng cho cả đội bóng và người hâm mộ. Al Hilal đã thi đấu quả cảm trong trận đấu, và dù Neymar chưa thể trực tiếp góp mặt, đội vẫn có nhiều ngôi sao khác như Neves, Milinkovic-Savic và Malcolm. Những ngôi sao này đã tạo ra sự khác biệt và đem lại hy vọng cho những trận đấu sắp tới. Tuy nhiên, không phải lúc nào kế hoạch cũng diễn ra suôn sẻ. Al Fahad, đội khách trong trận đấu này, đã gây ra sự ngạc nhiên khi mở tỷ số sau chỉ 15 phút với bàn thắng của Faisal Sakala. Tuy nhiên, Al Hilal đã nhanh chóng lấy lại thế trận và gỡ hòa với bàn thắng của Abdullah Alhamdan. Trong khoảng thời gian tiếp theo, đội chủ nhà hoàn toàn kiểm soát trận đấu. Họ thống trị mọi khía cạnh với tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến 76%, số lần dứt điểm 20 lần so với chỉ 3 lần của Al Fahad, và số lần dứt điểm trúng đích 8 lần so với 2 lần của đối thủ. Al Hilal đã nỗ lực tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn thắng thứ hai, nhưng không thành công trong việc tận dụng cơ hội. Trận đấu kết thúc với kết quả hòa 1-1, để lại nhiều tiếc nuối cho đội bóng và người hâm mộ. Những thử thách và thay đổi tiếp theo đang chờ đợi Al Hilal khi họ tham gia Saudi Pro League năm 2023-2024. Hiện tại, đội đang đứng ở vị trí thứ 16 sau 2 trận thua. Ronaldo và các cầu thủ cần cải thiện phong độ để đảm bảo một sự thể hiện tốt hơn trong những trận sắp tới. Câu lạc bộ đang hy vọng có thể chiêu mộ cầu thủ Otavio từ FC Porto để gia tăng sức mạnh hàng công. Tuy nhiên, những hạn chế tài chính có thể ảnh hưởng đến khả năng này. Sự cố gắng của Al Hilal và sự xuất hiện của Neymar đã tạo nên một ngày quan trọng trong lịch sử của câu lạc bộ.